Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Kết luận của Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định trong một năm làm dậy sóng mạng xã hội từ tháng 3 năm 2021 đến khi bị khởi tố bắt tạm giam vào tháng 3 năm 2022. Bà Nguyễn Phương Hằng, 52 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, trụ sở tại Bình Dương đã có những phát ngôn với nhiều nội dung về bí mật đời tư cá nhân và nội dung gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của nhiều người. Và có lẽ ấn tượng nhất, gây bất ngờ nhất trước phát ngôn công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao chấp hết. Phát ngôn này được bà Phương Hằng nhắc đi nhắc lại không ít lần. Trên mặt thực tế, đây không phải là một công ty cụ thể nào thuộc sở hữu của bà Phương Hằng, mà đây chỉ là phát ngôn tại thời điểm bà Nguyễn Phương Hằng đang làm mưa làm gió mạng xã hội, khiến dư luận dậy sóng bằng các buổi livestream về đời tư các nghệ sĩ cũng như một vài cá nhân khác. Kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định, 10 bị hại của bà Nguyễn Phương Hằng trong vụ án gồm Nguyễn Võ Hoài Linh, tức danh hài Hoài Linh, Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức ca sĩ Vy Oanh, nhà báo luật sư Đặng Thị Hằng Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển, bà Trần Thị Thủy Tiên, ca sĩ Thủy Tiên, ông Lê Công Vinh, cựu cầu thủ Công Vinh, ông Huỳnh Minh Hưng, tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Đinh Thị Lan, doanh nhân Lê Thị Giàu và bà Trương Việt Hà. Cụ thể với danh hài Hoài Linh, bà Hằng cho rằng ông có mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên, người mà vợ chồng bà tố cáo lừa đảo tiền từ thiện, tiền xây chùa. Trong giai đoạn những buổi livestream ban đầu, bà có yêu cầu ông Hoài Linh cùng lên tiếng về hành vi lừa đảo ông Yên, nhưng Hoài Linh im lặng. Vì vậy, trong các buổi livestream sau đó, bà Hằng đã đấu tố Hoài Linh trong việc ngâm tiền từ thiện hơn 14 tỷ đồng. Bà Hằng có những phát ngôn về Hoài Linh như "Tao kết tội mày là thằng lừa đảo nhân dân và khốn nạn với người miền Trung". Còn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Hằng khai, do bà có phát ngôn liên quan đến Hoài Linh mà ca sĩ này chơi thân với Hoài Linh nên đã lên mạng có những phát ngôn xúc phạm bà trước. Ở 14 buổi livestream, từ ngày 8 tháng 8 năm 2021 đến 26 tháng 2 năm 2022, bà Hằng đã dành nhiều thời gian để chửi bới Đàm Vĩnh Hưng. Trong đó có những phát ngôn như loại mất dạy, sống bỉ ổi, Đàm tướng cướp và cũng đấu tố Đàm Vĩnh Hưng trong việc kêu gọi từ thiện hay nói chuyện giới tính. Với Vy Oanh, bà Hằng khai, nữ ca sĩ có đăng một bài viết trên Facebook cá nhân, dù nội dung bài viết không liên quan gì đến bà Hằng, nhưng trong phần bình luận, Vy Oanh có trả lời với một người khác mà bà Hằng cho rằng bình luận này đã máy móc, xỉa xói đến việc bà ủng hộ đất để làm từ thiện chống Covid-19 tại Bình Dương. Từ đó bà Hằng có 9 buổi livestream. Từ 16 tháng 5 đến 8 tháng 11 năm 2021, có những phát ngôn xúc phạm nặng nề đến Vy Oanh như gái bao, giật chồng, làm vợ bé, đi đẩy thuê cho đại gia. Bà Hằng bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam vào ngày 24 tháng 3 năm 2022 từ một đơn tố cáo, trong đó nguyên nhân chính là từ việc chửi bới nặng nề Vy Oanh. Đối với vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên, cựu tuyển thủ Công Vinh, bà Hằng cho rằng Thủy Tiên làm từ thiện không minh bạch, ăn chặn, nên bà đã dành 3 buổi livestream vào ngày 11 tháng 9 năm 2021, 21 tháng 1 năm 2022 và 23 tháng 1 năm 2022 để đấu tố vợ chồng này. Trong đó bà nói rằng Công Vinh cờ bạc, Thủy Tiên lương lẹo, móc nối cùng Đàm Vĩnh Hưng, quyên góp từ thiện, ăn cướp tiền của nhân dân, chưa giải ngân. Bà Hằng còn cho rằng, nhà báo luật sư Hằng Ni đã có những phát ngôn trên mạng xúc phạm bà, chống phá công ty Đại Nam, phá hoại quỹ Hằng Hữu. Do đó, bà Hằng đã livestream từ ngày 3 tháng 9 năm 2021 đến 15 tháng 3 năm 2022 để đáp trả. Bà Hằng đã có nhiều phát ngôn như khốn nạn, cặn bã xã hội, tống tiền doanh nghiệp, nhà báo cực kỳ bẩn và lối sống bệnh hoạn, lũ phản động, hai phai, ba hệ và thách thức, gặp đâu đánh đó. Và bà Hằng Ni đã bị khởi tố bắt tạm giam trong một vụ án khác, cũng từ đơn tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng. Với bà Đinh Thị Lan, bà Hằng cho rằng bà này đã có những phát ngôn xúc phạm đối với bà trước. Cụ thể bà Lan đã có các buổi livestream trên hai kênh YouTube cá nhân và đăng tải nhiều clip trên mạng xã hội có nội dung vu khống xuyên tạc sai sự thật để bôi nhọ xúc phạm danh dự uy tín đối với bà Hằng. Bà Hằng có chửi bà Đinh Thị Lan trong hai buổi livestream, ngày 7 tháng 7 và ngày 15 tháng 7 năm 2021. Hai bị hại khác là bà Trương Việt Hà từng là bạn thân của bà Hằng và doanh nhân Lê Thị Giàu thì bà Hằng cho rằng hai người này và nhiều người khác nữa là một tổ chức chống phá ngầm đối với bà. Với công ty Đại Nam, bà tạo ra những Facebook để chia sẻ những nội dung xúc phạm đến bà. Hành vi của bà Nguyễn Phương Hằng thực hiện đối với hai bị hại này là ngày 9 tháng 1 năm 2021 đã chỉ đạo Nguyễn Thị Mai Nhi là trợ lý riêng, Lê Thị Thu Hà, tức Hà Ly là nhân viên,
Huỳnh Công Tân là trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam thực hiện soạn thảo đăng tải hai bài viết trên fanpage Hà Ly và Hoàng Nhi có nội dung xúc phạm hai cá nhân trên, quy kết, cấu kết với phản động. Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng khai các thông tin mà bà đã phát ngôn trên livestream và đăng tải trên Facebook về 10 cá nhân trên là do bà đọc trên mạng Internet, đọc báo và nằm mơ, chứ chưa được kiểm chứng và không có căn cứ xác minh. Trong số 10 bị hại, đa số yêu cầu bà Hằng công khai xin lỗi. Riêng với vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu bồi thường thiệt hại với tổng cộng hơn 88 tỷ đồng. Được biết, bà Nguyễn Phương Hằng và con trai là Nguyễn Quang Tuấn đã có đơn tố cáo tố giác đối với 35 người khác về những mâu thuẫn lời qua tiếng lại trên mạng xã hội. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tách ra thành vụ án khác, sẽ xác minh trong từng nội dung tố cáo tố giác để xử lý theo quy định pháp luật. Ban đầu, bà Phương Hằng cho rằng nghệ sĩ Hoài Linh và ông Võ Hoàng Yên có mối quan hệ thân thiết, yêu cầu nam nghệ sĩ phải lên tiếng về chuyện chữa bệnh của ông Yên. Xuyên suốt khoảng thời gian đó, Hoài Linh chọn cách im lặng. Mãi cho đến khi bà Phương Hằng lên tiếng, việc nam danh hài ngâm hơn 14 tỷ tiền từ thiện, Hoài Linh mới lên tiếng nhận lỗi về phía mình và nói rõ lý do chậm trễ, sau đó giải ngân 15,2 tỷ đồng chỉ trong chưa đầy một tuần lễ. Đầu tiên là vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh, cặp đôi này bị bà Phương Hằng nhắc tới nhiều nhất qua các buổi phát sóng trực tiếp, cho rằng họ ăn chặn tiền từ thiện. Cụ thể bà liên tục nằm mơ, nói số tiền Thủy Tiên quyên góp được là hơn 320 tỷ đồng, chứ không phải là 178 tỷ đồng như công bố trước đó. Vào chiều 4 tháng 9 năm 2021, vợ chồng nữ ca sĩ đã chính thức lên tiếng về ồn ào vụ tiền từ thiện. Cặp đôi hẹn sẽ sao kê và livestream trực tiếp tại ngân hàng. Vào cuối tháng 8 năm 2021, mạng xã hội lại dậy sóng khi trong buổi livestream, bà Nguyễn Phương Hằng khẳng định đang giữ khoảng 11,9 kg giấy tờ sao kê tài khoản ngân hàng của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Với số tiền này, ca sĩ nhận từ thiện lên đến 96 tỷ đồng, chứ không phải là 1,8 tỷ đồng như Đàm Vĩnh Hưng từng công bố. Bà Phương Hằng còn yêu cầu Đàm Vĩnh Hưng phải công khai sao kê tiền từ thiện, nếu không sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Sau đó, MC Trấn Thành cũng bị bà Phương Hằng gọi tên. Theo đó, bà Phương Hằng cho rằng Trấn Thành mập mờ trong chuyện từ thiện. Bà đặt nghi vấn rằng fanpage của Trấn Thành hơn 18 triệu theo dõi, không thể quyên góp số tiền 9 tỷ đồng. Bà còn thách đố nếu Trấn Thành sao kê sẽ cho 50 tỷ đồng. Ngoài các nghệ sĩ kể trên, bà Phương Hằng còn tiếp tục tố Việt Hương, Hồng Vân, Trịnh Kim Chi cũng kêu gọi từ thiện nhưng không minh bạch. Đầu tiên sau thời gian im lặng, nghệ sĩ Hoài Linh đã tung clip giải thích lý do anh chậm giải ngân. Theo đó, nam nghệ sĩ gửi lời xin lỗi đến các mạnh thường quân, bà con miền Trung và giải thích vì dịch bệnh, bệnh nặng không thể đi từ thiện theo dự kiến. Nghệ sĩ Hoài Linh còn tung sao kê và sau đó xin rút khỏi chương trình thách thức danh hài giữa ồn ào. Vào giữa tháng 9, vợ chồng Thủy Tiên có mặt tại ngân hàng, livestream công bố hơn 18.000 trang sao kê. Nữ ca sĩ cũng giải thích rõ các khoản thu, chi, giải đáp thắc mắc của cư dân mạng. Sau đó, Công Vinh tuyên bố nộp đơn kiện những cá nhân có hành vi vu khống, bịa đặt, dựng chuyện về vợ chồng anh, trong đó có bà Phương Hằng. Về phía Đàm Vĩnh Hưng, anh không công khai sao kê mà tuyên bố nhờ kiểm toán vào cuộc và pháp luật can thiệp. Sau đó, ngày 5 tháng 9 năm 2021, Đàm Vĩnh Hưng chính thức nộp đơn kiện bà Phương Hằng do có những hành vi, lời lẽ mang tính xúc phạm gây ảnh hưởng đến đời sống cá nhân. Còn Trấn Thành, sau thời gian im lặng, anh chính thức tung 1.000 trang sao kê chi tiết các khoản quyên góp từ thiện và giải thích vì sao lại chuyển khoản cho mẹ Hồ Ngọc Hà và Đại Nghĩa. Ngày 21 tháng 9 năm 2021, Công an thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã tiếp nhận đơn của nhiều người tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, CEO Đại Nam về các hành vi vu khống làm nhục người khác và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng xã hội. Trong số này, có 5 nghệ sĩ có gửi đơn tố cáo bà Phương Hằng gồm ông Huỳnh Minh Hưng, tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức ca sĩ Vi Oanh, ông Võ Nguyễn Hoài Linh, tức nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, bà Trần Thị Thủy Tiên, tức ca sĩ Thủy Tiên và bà Trịnh Kim Chi. Ngày 23 tháng 9 năm 2021, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh nhận được công văn của Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an đề nghị ra soát đánh giá tình hình hoạt động kêu gọi từ thiện có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản trên địa bàn. Sau đó, lần lượt các nghệ sĩ như Thủy Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng được Bộ Công an mời làm việc để xác minh việc quyên góp từ thiện. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đề nghị các đơn vị liên quan cung cấp các thông tin cần thiết để tiến hành xác minh việc từ thiện. Cùng với đó, nhiều địa phương như Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh đã có báo cáo theo yêu cầu của cơ quan điều tra Bộ Công an và Công an thành phố Hồ Chí Minh về việc làm từ thiện của các nghệ sĩ.
Cuối tháng 12 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc quyên góp từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh do không có dấu hiệu tội phạm. Cụ thể qua xác minh, cơ quan chức năng xác định tổng số tiền Hoài Linh quyên góp cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm 2020 là 15,4 tỷ đồng. Trong đó, Hoài Linh đã quyên góp bằng tiền cá nhân hơn 500 triệu đồng để chung tay cứu trợ đồng bào. Sau khi nhận được quà cứu trợ, nhiều địa phương đã có thư cảm ơn. Vào ngày 28 tháng 12 năm 2021, Thiếu tướng Hồ Sĩ Niêm, Cục Phó Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an công bố thông tin ban đầu về việc làm từ thiện của nghệ sĩ. Theo đó, C02 xác định những nghệ sĩ có công khai tài khoản để nhận quyên góp từ thiện và thông báo về việc đóng tài khoản dừng tiếp nhận. Nhiều nghệ sĩ nhận tiền quyên góp sau đó đã trực tiếp hoặc thông qua đại diện để đến các địa phương làm từ thiện. Điều tra từ nhiều bên, C02 nhận thấy lượng tiền đổ vào tài khoản còn ít hơn số tiền đã đi ủng hộ từ thiện. Chiều 23 tháng 1 năm 2022, Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an đã thông báo về kết quả từ thiện của Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành, MC Đại Nghĩa và bà Nguyễn Thị Hương huy động tiền từ thiện để cứu trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm 2020. Sau khi xác minh, C02 đã xác định các nghệ sĩ trên không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, không có dấu hiệu phạm tội nên không khởi tố vụ án hình sự. Theo dòng sự kiện vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, ngày 7 tháng 4 năm 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM cho biết đã nhận kết luận điều tra và hồ sơ vụ án Nguyễn Phương Hằng, 52 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam Bình Dương, và 4 đồng phạm có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, đồng thời ra lệnh tiếp tục tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng thêm 19 ngày. Mặc dù ông Nguyễn Quang Tuấn là con trai và ông Nguyễn Hữu Toàn là anh trai đã nhiều lần làm đơn xin cho bị can được tại ngoại, nhưng cơ quan công tố xét thấy cần tạm giam nên chưa chấp thuận. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, xét thấy cần tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng để hoàn tất thủ tục truy tố, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã ra lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Thời hạn tạm giam là 19 ngày, kể từ ngày 7 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4. Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố và bị tạm giam từ ngày 24 tháng 3 năm 2022 đến nay. Xuyên suốt quá trình điều tra, ông Nguyễn Quang Tuấn, con trai và ông Nguyễn Hữu Toàn, anh trai bà Phương Hằng đã có 6 lần làm đơn xin bảo lãnh cho bà Phương Hằng tại ngoại nhưng chưa được cơ quan chức năng chấp thuận. Theo hồ sơ vụ án, bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sử dụng 12 kênh mạng xã hội livestream, xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín danh dự của nhiều cá nhân như ông Võ Nguyễn Hoài Linh, nghệ sĩ Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ Vy Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo thạc sĩ luật Hàn Ni, ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Trần Thị Thủy Tiên, ca sĩ Thủy Tiên, cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Phương Hằng khai các thông tin phát ngôn khi livestream và đăng tải trên Facebook về các cá nhân trên đều do bà này đọc trên mạng chưa được kiểm chứng và không có cơ sở chứng minh. Hồ sơ vụ án các bị can Nguyễn Phương Hằng, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân và Đặng Anh Quân là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý. Hành vi của các bị can Nguyễn Phương Hằng, Nguyễn Thị Mai Nhi, 40 tuổi, Lê Thị Thu Hà, 31 tuổi, Huỳnh Công Tân, 29 tuổi, cùng là nhân viên của bà Hằng và Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm quyền con người, quyền lợi ích hợp pháp của công dân, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm trật tự quản lý hành chính, cần phải được xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Nhà chức trách xác định, hành vi của bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm đã phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trong đó, bị can Nguyễn Phương Hằng đóng vai trò chủ mưu cầm đầu. Các bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Đặng Anh Quân có vai trò đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội. Các bị can phạm tội có tổ chức và phạm tội hai lần trở lên. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.